Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự trước khi đi vào các đề tài thì vẫn nhắc quý vị cuốn phim cạn dầu đã có ở trên Phượng Mai Official Quý vị vào trong channel Phượng Mai Bấm vào cái logo này Nó sẽ ra cái trang của anh chị em nghệ sĩ Đó là trang Phượng Mai Official Trong đây thì ngoài trừ cuốn phim Cạn Dầu Quý vị có thể coi lại cái hài kịch Tết Của năm đầu năm mà chúng tôi thực hiện Cũng như là những cuộc phỏng vấn ca hát Và các anh chị em nghệ sĩ Ở trên cái trang này nếu quý vị chưa xem Bên cạnh đó thì các nghệ sĩ như Trang Thanh Lan, Linh Tâm Hương Lan, Phượng Mai Mỹ Huyền đã có mặt ở trên cái channel Phượng Mai Official để nói về cuốn phim Cạn Dầu. Channel đó không những là về cuốn phim Cạn Dầu mà có rất nhiều những chương trình văn nghệ ca những ca khúc nổi tiếng đã được nghệ sĩ trình bày lại thì quý vị nào chưa xem có thể qua bên đó xem để giải trí à, và tờ, quý vị nào mà muốn xa, xem lại các cái chương trình cũng nên vào đó xem để khích lệ anh chị em nghệ sĩ có thêm cái tinh thần để tiếp tục sản xuất những cái chương trình giá trị về nghệ thuật và giải trí để cống hiến cho quý vị. Mong là tất cả các thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều cho channel của Phượng Mai Official. Đó là cái à, thông báo của Phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái à, phân tích thời sự mỗi một ngày, quý vị. Ngày hôm qua tôi có loan cái tin là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã bác bỏ tin đồn cho rằng là ông Phạm Nhật Vượng được xem là tỷ phú số 1 của Việt Nam đã bị giữ passport và bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam. Phía Bộ Công an đã bác bỏ tin này và đã phạt vả ít nhất một người và cũng đã, đang liên đới phạt với những người khác gồm 9 người liên quan tới cái tin mà ông Phạm Nhật Vượng bị giữ passport và không được phép xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Quý vị, Bộ Công an chính thức lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, trong lời bác bỏ của công an thì rõ ràng không có một cái chữ nào rõ ràng. Họ chỉ nói là tin này không đúng sự thật. Nhưng họ không nói rõ là Phạm Nhật Vượng có bị tịch họ có tịch thu cái passport của Phạm Nhật Vượng hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đã từng xảy ra những chuyện như thế nào liên quan tới việc mà một số nhân vật đã từng bị bác bỏ cái tin này tương tự như vậy và cuối cùng đã bị bắt giữ và bị truy tố. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, riêng cá nhân Phạm Nhật Vượng làm cách nào để chứng minh rằng ông ta không hề bị thu giữ passport. Thì quý vị, có lẽ đó là cái bài phân tích vào chiều ngày hôm nay cho thấy là công an cộng sản luôn nói một đàn là một nẻo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ chơi cái trò đo lường dư luận trước khi mà họ ra tay bắt giữ. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Trịnh Văn Quyết tức là người đứng đầu của công ty FLC và người thứ hai chính là Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam. Trước đó quý vị đã có những cái tin đồn được tiết lộ ra bên ngoài về những nhân vật này đã bị giữ passport cấm xuất cảnh. Ngay lập tức là Tô ân Sơn, phát ngôn viên của Bộ Công an lên tiếng bác bỏ các cái tin này cho rằng đây là những tin đồn thổi không đáng tin. Nhưng quý vị chỉ thời gian ngắn sau đó vài ngày hoặc vài tuần thôi thì hai nhân vật này đã bị bắt giữ đã bị bắt giữ và đương nhiên khi bị bắt giữ là quý vị sẽ bị tịch thu cái passport và quý vị điều này đã lặp đi lặp lại hai ba lần và có thể nhiều lần kể cả với nhân vật trước đây thời gian trước đây là vũ nhôm cũng đã từng bị tình trạng này và quý vị đây chính là một trong những cái trò của công an và ai là người đã tung cái tin mà Phạm Nhật Vượng bị tịch thu passport ra vậy quý vị? Nếu là việc làm của Bộ Công an hay là bên phía của Phạm Nhật Vượng. Tôi thì tôi cho rằng Phạm Nhật Vượng không dạy gì đưa tin này ra cả. Và phía mà đưa cái tin này ra chính là Bộ Công an chứ không ai cả. Họ cố tình tung tin này ra để cho nhiều người nhào vào và share ra và đưa cái tin này lên và cuối cùng quý vị họ phạt vạ với ít nhất một nhân vật tên là Tô Hoài gì đó là với cái tiền là phạt lên tới 7 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam. Như vậy, 7 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam bị phạt. Nhưng ông là họ Tô này sẽ nhận bao nhiêu tiền khác hoặc là những cái mối làm ăn nào từ bộ công an thì có trời mà biết. Bởi vì công an cần đo lường dư luận. Nếu như bắt một nhân vật được xem là có ảnh hưởng. Quý vị, Trịnh Văn Quyết là nhân vật có ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán. Nguyễn Phương Hằng sau một thời gian livestream thì có một cái đám fan cuồng ủng hộ cho bà ta. Và bà ta được xem là một người có ảnh hưởng khá nhiều trên mạng xã hội. Do đó bắt một người mà không có sự gọi là đo lường trước thì sẽ gây tới những cái hậu quả mà công an không tính trước được. Do đó họ luôn luôn cố tình tiết lộ cái tin giữ passport tức là không cho phép xuất cảnh ra công chúng bên ngoài để đo lường phản ứng của khán giả trước khi mà họ bắt giữ. Chuyện này đã xảy ra với lại Tịnh Văn Quyết, chuyện này đã xảy ra với Nguyễn Phương Hằng và giờ đây nó xảy ra với Phạm Nhật Vượng. Phạm Nhật Vượng là tỷ phú duy nhất ở Việt Nam chưa bị làm thịt. Bởi vì ông ta đang mua hàng tất cả các đảng viên. Ông ta thực hiện những cái dự án đa số ông ta làm giàu là nhờ cái chính sách cai trị của cộng sản và ông ta dùng cái tiền làm giàu đó để mua mặt mũi cho đảng cộng sản do đó ông ta là người duy nhất chưa bị làm thịt trong xã hội mà cộng sản cai trị tuy nhiên phía bộ công an thì họ biết rõ cái thế lực của phạm nhật vượng lớn hơn của trịnh văn quyết và, và nguyễn phương hằng rất là nhiều họ cố tình tung cái tin này ra để cho phía của dư luận đo lường trước dư luận mà họ đo lường kỳ này với riêng với Phạm Nhật Vượng không phải là dư luận của công chúng. Bởi vì công chúng quý vị, người ta ghét Phạm Nhật Vượng nhiều hơn chứ không có ai ưa Phạm Nhật Vượng cả. Về công chúng, tuy nhiên, cái dư luận mà phía công an đo lường chính là hệ thống báo chí tuyên truyền của cộng sản, bởi vì gần như là 90% các cái cơ quan truyền thông tuyên truyền của cộng sản đều nhận tiền quảng cáo và tiền à, chi của phạm nhật vượng mỗi tháng mỗi năm do đó cái dư luận mà công an đo lường kỳ này so với trường hợp của trịnh văn quyết và nguyễn phương hằng không phải là dư luận của công chúng hay là những người mua bán trong thị trường chứng khoán với trịnh văn quyết trịnh văn quyết có ảnh hưởng trong thị trường mua bán chứng khoán với nguyễn phương hằng có ảnh hưởng trên mạng xã hội thì với phạm nhật vượng ảnh hưởng của phạm nhật vượng là cái hệ thống tuyên truyền của cộng sản trong đó báo thanh niên, báo tuổi trẻ VNF Press hoặc là những tờ báo lớn nhỏ trong Việt Nam đều không ít nhiều cũng nhận tiền của Phạm Nhật Vượng. Do đó, công an không biết được nếu bất ngờ bắt Phạm Nhật Vượng thì sẽ gây ra cái hậu quả dư luận như thế nào. Do đó có thể rằng họ tung cái tin này ra trước rồi bắt đầu trừng phạt với kẻ tung tin. Nhưng mà quý vị, việc giữ passport này nhất đối là đối với một nhân vật được xem là có tầm ảnh hưởng thì quý vị đa số công an họ nắm được thông tin và khó có thể tiết lộ ra bên ngoài nhất là những nhân vật gọi được xem là có tầm ảnh hưởng mà vẫn có cái tin được tung ra bây giờ công an xem đây là tin đồn thất thiệt nhưng nếu như vài tuần nữa hay một thời gian ngắn sau đó thật sự họ bắt phạm nhật vượng thì như thế nào quý vị tại vì phạm nhật vượng là kẻ luôn dựa theo cái chính sách của Cộng sản để mà trục lợi. Và thứ hai, có những người nói với tôi là cũng có thể chính Phạm Nhật Vượng tung cái tin này ra. Bởi vì Phạm Nhật Vượng đang muốn thu mua lại cái cổ phiếu của Vingroup hay là Vinhome vân vân để nâng giá cổ phiếu để thu mua lại thì cái này cái trò của tịnh Văn Quyết đã từng làm. Tức là sao quý vị? Tung một cái tin ra để cho cổ phiếu công ty của mình hạ giá rồi sau đó họ thu mua vào rồi tới một cái lúc nào đó họ tung những cái tin tích cực ra ví dụ như là phạm nhật vượng chuẩn bị khai trương cái nhà máy sản xuất xe vinfast ở tại north carolina thì giá cổ phiếu lên ủng ủng lại bán ra kiếm tiền đây là trò tung tin để mà giảm đi cổ phiếu nhằm thu mua vào và khi cần thiết họ sẽ nâng giá cổ phiếu để bán ra thì đây là cái cách mà giới làm giàu trong việt nam và giới các cái công ty lớn trong việt nam vẫn thường làm thì phạm nhật vượng cũng là thành phần này quý vị vẫn áp dụng cái chiêu thức này khi mà tung tin là sẽ mở công xưởng tại mỹ ở tại north carolina thì giá của cổ phiếu của các công ty nằm dưới quyền của phạm nhật vượng vinhom vinhfast vinh beer rồi vingroup đều tăng lên ào ào là lúc đó là lúc mà Phạm Nhật Vượng bán cổ phiếu ra và nâng cái tài sản mình lên cao hơn. Rồi bây giờ quý vị phải giảm xuống để mua vô chứ. Thì bây giờ tung một số tin ra thì những cái tin này có thể do phía Phạm Nhật Vượng tung ra để mà giảm đi giá cổ phiếu. Và thật sự khi mà tin này được đưa ra thì giá cổ phiếu của Vinhome, Vingroup đều rớt hết quý vị. Là lúc mà công ty của Phạm Nhật Vượng sẽ thu mua vào. Thì quý vị vụ này vẫn chưa biết được là phía công an tung ra để đo lường trước khi bắt phạm nhật vượng hay là phía phạm nhật vượng cố tình tung ra để mà trục lợi trên thị trường cổ phiếu chúng ta không biết trừ chính họ mới biết được mà thôi tuy nhiên ở trong cái bài phân tích này thì tôi sẽ nói vừa mượn theo câu chuyện của phạm nhật vượng để cho quý vị thấy cái trò cấu kết của những tên mà tôi gọi là gian thương với lại cái hệ thống cai trị tại việt nam quý vị ở việt nam và cái xã hội cộng sản quý vị sẽ không làm ăn được nếu quý vị đi đúng đường đúng hướng và đúng đạo đức của con người quý vị phải cấu kết với thành phần cai trị thì quý vị mới phát triển được cái thương nghiệp của quý vị do đó tại sao người việt hải ngoại khi mà gặp những người mà được mô tả là đại gia tại việt nam đó quý vị họ tránh né Tại vì họ biết thành phần này đa số cấu kết với lại những chính quyền địa phương, thậm chí là trung ương để mà trục lợi trong những cái dự án, trong những cái chính sách. Đa số họ là như vậy. Nhưng mà họ ở cái thế gọi là không còn chọn lựa. Nếu như họ muốn sinh tồn ở trong cái xã hội đó, xã hội công an trị và xã hội được kiểm, kiểm soát kiềm chế bởi cái đảng cai trị. Họ phải móc nối quan hệ, thậm chí bản thân họ là đảng viên để có thể kiếm tiền trục lợi và một ngày nào đó khi mà họ được nuôi mập lên và họ không thuộc cái phái không ưa họ thì đương nhiên họ sẽ bị giật xuống như trường hợp của trịnh văn quyết hay là tân hoàng minh là bây giờ quý vị phái nguyễn phú trọng đang nắm quyền hành đang nắm quyền hành ở ngoài hà nội mà quý vị thì những nhân vật này là những nhân vật kiếm tiền đâu phải chỉ mới đây họ kiếm tiền từ dưới thời của nguyễn tấn dũng rồi do đó bây giờ họ trở thành cái tiêu điểm tấn công của nguyễn phú trọng là chuyện đương nhiên trừ phi là họ thần phục nguyễn phú trọng và chấp nhận mất một số gia sản để mua lại cái sự an toàn cho bản thân hoặc giữ lại một phần tài sản nào kiếm được thì bắt buộc họ phải thỏa hiệp với nguyễn phú trọng để không bị truy tố không bị gọi là thân tàn ma dại thân bại danh liệt ở trong cái xã hội của cộng sản cai trị và quý vị thấy những kẻ nào mà dựa vào cái thành phần cán bộ đảng viên mà được xem là trước đây có quyền lực đó quý vị bây giờ bị thiêu hết rồi bây giờ đã bị thiêu hết rồi từ cái công ty nhật cường của nguyễn đức trung cho tới flc của trịnh văn quyết tân hoàng minh là một trong những cái công ty mà có dính líu tới bộ quốc phòng đều bị giờ, đều bị làm thịt hết rồi quý vị và kể cả bây giờ sắp sửa tới phim phạm nhật vượng Tôi chưa biết, nhưng mà Phạm Nhật Vũ thì đã bị cái tội gọi là hối lộ lên tới 3 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà Phạm Nhật Vũ vẫn chưa bị án tử hình. Trong khi đó quý vị, những à, những cán bộ đảng viên khác đó quý vị, bây giờ cũng đã bị phanh phui các cái tội tham nhũng. Trên mức án tham nhũng của Cộng sản Việt Nam có án tử hình mà. Nhưng mà những nhân vật này quý vị, đóng tiền giả mán giống như trường hợp Nguyễn Đức Trung. Nếu trường hợp Nguyễn Đức Trung liên quan tới vấn đề công ty Nhật Cường thì đáng lý ra là quý vị, trên nguyên tắc để răng đe những đảng viên khác thì phải áp dụng án tử hình mới có đủ sức răng đe chứ. Nhưng mà nếu mà áp dụng án tử hình thì coi như Nguyễn Phú Trọng chặt hết tay chân của mình luôn. Tại vì có đảng viên nào mà không tham nhũng. Tất cả các vụ án tham nhũng đều là đảng viên đảng Cộng sản hết. Quý vị, do đó Cộng sản không thể áp dụng cái gọi là án tham nhũng đối với những cán bộ đảng viên rất ít, rất ít quý vị và họ chỉ lợi dụng cái vấn đề gọi là chống tham nhũng này để từ từ bắt đầu thu hồi tất cả những tài sản mà những nhân vật này đã làm giàu. Trong Việt Nam bây giờ, quý vị điểm mặt cho tôi xem coi còn bao nhiêu tỷ phú và còn bao nhiêu đại gia vẫn chưa bị làm thịt đây mà trong đó Phạm Nhật Vượng là kẻ đứng đầu. Nếu mà nói tham nhũng, Phạm Nhật Vượng là kẻ tham nhũng nhất. Nó tham nhũng chính sách của kẻ cai trị để nó làm giàu. Và tài sản của Phạm Nhật Vượng bây giờ đều là những tài sản của chính tham nhũng chính sách mà ra. Thì quý vị, trước sau gì tôi nói với quý vị, làm giàu ở những xứ cộng sản không bền. Cái này không phải tôi nói đâu, mà là chắc mà ông chủ của Alibaba nói đó làm giàu ở xứ cộng ở xứ mà gọi là độc tài cộng sản đó quý vị sẽ không thọ nếu như không biết sắp xếp cái lộ trình cho mình tôi cũng biết mấy năm trước đó quý vị phạm nhật vũ từng khoe khoang có tới 5 cái passport trong đó ngoại trừ là công dân của ukraine họ còn là công dân của à, brazil công dân của argentina công dân của Matan và công dân việt nam thì lần này tôi không biết là Phạm Nhật Vượng có bao nhiêu cái passport trong người. Nếu mà tịch thu cái passport của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Phạm Nhật Vượng vẫn có thể dùng cái passport của Ukraine. Vẫn có thể dùng cái passport của Argentina. Vẫn có thể dùng cái passport của Brazil. Tại vì cả như Phạm Nhật Vượng ít nhất là có 5 quốc tịch. Chứ không phải chỉ có một mình quốc tịch Việt Nam đâu quý vị. Do đó công an tung cái tin này ra cũng hợp lý họ muốn đo lường, họ muốn đo lường. Bây giờ tịch thu pass nếu như trường hợp thật sự có tịch thu passport của phạm nhật vượng, rồi phạm nhật vượng lại dùng passport của ukraine thì sao? có bị tịch thu luôn không? hay là công an sẽ tịch thu tất cả passport? tại vì giờ chính bản thân công an cũng chưa chắc biết phạm nhật vượng có bao nhiêu quốc tịch nữa các bạn. Mà chính điều này là chính em trai ruột của Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ đã từng thú nhận. Anh ta có tới 5 cái passport khác nhau. Tức là 5 quốc tịch khác nhau luôn. Thì quý vị, câu chuyện của Phạm Nhật Vượng, nó chỉ phản ảnh một phần. Ngay cả những tên đại gia trong Việt Nam. Kiếm tiền nhờ chính sách, nhưng nó không tin tưởng cái kẻ cai trị. Cho nên nó mới có nhiều passport như vậy lỡ có chuyện gì nó nhấn nút nó biến mà biến không kịp thì chán chịu thôi giống như trường hợp của phạm nhật vũ hối lộ 3 triệu mỹ kim tới bây giờ vẫn chưa có chính thức cái bản án rõ ràng như thế nào thì quý vị những tên làm ăn trong việt nam những tên đại gia quý vị hoặc là nương theo cái chính sách hoặc là cấu kết với lại cái kẻ cai trị ở các địa phương để làm giàu đó quý vị là khi mà nó có tiền rồi đó nó tìm cách là nó bắt đầu tẩu tán tài sản nó ra nước ngoài. Tại vì nó biết ngày nào đó tài sản còn trong Việt Nam thì sẽ mất hết. Và thứ hai, bản thân của nó cũng có thể sẽ bị làm thịt luôn. Cho nên những kẻ này luôn luôn thủ cho mình cái passport thứ hai, thứ ba và thứ tư. Đây chính là phản ảnh cái mức độ tín nhiệm với lại cái kẻ cai trị ngay cả những kẻ kiếm được tiền cũng không tín nhiệm những tên đảng viên nằm trong cái quần máy cai trị thì đừng nói tới dân đen ở bên ngoài dân đen bên ngoài thì họ không có khả năng tài chánh để có passport thứ hai thứ ba đâu nhưng họ cũng không tin những kẻ cai trị dù đó là tên công an xã dù đó là tên chủ tịch huyện bí thư tỉnh họ không tin thì phạm nhật vượng cũng vậy Phạm Nhật Vượng làm ăn ở Việt Nam, kiếm tiền làm tỷ phú ở Việt Nam nhờ biết khai thác những chính sách của Cộng sản. Thì quý vị, Phạm Nhật Vượng cũng không tin Cộng sản. Phạm Nhật Vượng chưa bao giờ tuyên bố là từ bỏ tất cả những quốc tịch khác để nhập quốc tịch Việt Nam đâu. Nó vẫn giữ quốc tịch của nước khác, đặc biệt là quốc tịch của Ukraine. Nơi mà Phạm Nhật Vượng đã định cư, đã đi lao động, trốn ở lại định cư và có được cái passport của ukraine thì quý vị đây là một trong những cái điều mà tôi nhấn mạnh tới dân việt nam không tin đảng cộng sản kể cả những kẻ đang có kiếm được tiền trong cái guồng máy cai trị họ vẫn đề phòng bằng cách này hay cách khác để tài sản họ không bị mất hoặc là bản thân của họ sẽ không dính vào tất cả những cái cuộc truy tố trừ những cái liên hệ không dứt ra được đành phải chấp nhận bản án để giữ lại tất cả tài sản cho những người thân trong gia đình như trường hợp của trầm b như trường hợp của cái gì à, doanh đó hay là trường hợp của hà văn thấm phạm đăng danh phải không quý vị hay là nguyễn đăng Doanh gì đó thì quý vị trường hợp đó là bởi vì liên hệ quá nhiều tới gia đình họ phải làm con chốt tế thần để giữ tài sản cho người trong gia đình và giống như tôi nói, cái trường hợp mà à, trước đây của hai tên nghệ sĩ, của đảng viên của Cộng sản bị Tây Ban Nha đó quý vị, Cộng sản Việt Nam rất giỏi trong chuyện này, và đặc biệt là Công an Cộng sản Việt Nam. Họ luôn nắm những cái bí mật của những nhân vật đại gia hay đảng viên để họ kềm chế. Và những bí mật này không liên quan tới gái thì ma túy, không liên quan tới ma túy thì liên quan tới cờ bạc, không liên quan tới cờ bạc thì lem nhem trong vấn đề thuế những cái tải này công an sẽ không sử dụng cho tới lúc nó cần thì nó sử dụng và nó bắt bởi những tội danh này nó bắt những nhân vật này với những tội danh này để nó xét xử quý vị đây là cái thủ thuật công an trị lần này cái tin của phạm nhật phượng mới chỉ là tin sơ khởi rồi vài bữa tự nhiên cái bị giữ passport thiệt thì như thế nào và giữ passport đó là giữ toàn bộ tất cả những passport mà phạm nhật phượng có hay chỉ giữ cái passport của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi. Chúng ta vẫn chưa biết và cũng có thể không phải do công an tung ra để đo lường mà chính Phạm Nhật Vượng cố tình tung ra để giảm cổ phiếu của à, dưới các công ty dưới quyền của ông ta để thu mua tiền để thu mua vào. Và thời gian tới lại tung ra khi mà tung những cái tin tích cực để nâng giá cổ phiếu. Chúng ta vẫn chưa biết được câu chuyện thật sự như thế nào, nhưng không có lửa thì làm sao có khói tức là công an đã bắt đầu theo lệnh của cụ Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu nhắm vào tất cả những đại gia đã từng một thời lấy lần dưới triều đại của Nguyễn Tấn Dũng giờ đây lần lượt từng bước chân một đi vào tù, mất tài sản hoặc bị truy tố. Những nhân vật này quý vị từng lấy lần dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng lắm. Bây giờ bị làm thịt hết rồi. Thì đây là cho quý vị thấy rõ cái cách làm việc của công an cộng sản việt nam thứ nhất là họ nắm tẩy người khác họ nắm những cái bí mật đến lúc cần thiết họ sử dụng những bí mật đó để họ bắt giữ và thứ hai là cộng sản luôn chơi cái trò đo lường trước khi bắt tức là phải tung tin ra để đo lường dư luận đã nhất là phạm nhật vượng nhân vật này thì công chúng việt nam ghét nhiều hơn chứ không có thương yêu gì cả nhưng nhân vật này là nhân vật quyền lực với giới à, tuyên truyền của Cộng sản, tức là báo chí tuyên truyền của Cộng sản. Từ tờ Thanh niên, tờ Tuổi trẻ, qua tới VNF Press, VN Plus, cho tới người lao động, báo giáo dục. Tất cả đều hưởng ân huệ của Phạm Nhật Vượng. Cho nên cái thế lực của Phạm Nhật Vượng trong báo giới mạnh lắm quý vị. Công an cũng hơi ấn ớn chứ. Mặc dù công an control tất cả báo giới đó. Họ chỉ có đăng những cái tin có lợi cho công an và đăng tin một chiều của công an thôi. Họ không bao giờ đăng tin phản biện đối với công an cả. Trừ khi những cái, những cái cần nào, lúc nào mà công an cần có những cái bài phản biện thì mới dùng một vài con chốt tế thần để cho báo chí đăng bài phản biện thôi. Cái hệ thống công an trị tại Việt Nam đó quý vị, nó control hết. Nó kiểm soát toàn bộ từ đảng viên, kể cả đảng viên cao cấp cho tới đảng viên cấp thấp và tất cả những đại gia đều bị kềm chế có tên nào có tiền bạc trong người ở việt nam với cái văn hóa mà quý vị thấy hai tên nghệ sĩ đảng viên vừa bị bắt thì có tên nào không dính vào gái có tên nào không dính vào cờ bạc hay là trốn thuế không tôi chưa nói vấn, vấn đề kia vấn đề kia tôi không biết có hay không vấn đề mà chất cấm ma túy không biết có hay không nhưng trong vấn đề mà trốn thuế nè cờ bạc nè gái gú nè sẽ không tránh khỏi và ăn nhậu thì các tên đại gia trong Việt Nam đều không tránh khỏi ít nhất một trong dư vướng và một trong những vấn đề này để cho công an nó, nó nắm tẩy bởi vì đó là cách mà công an ngăn cản không để cho những tên này nói bậy trên mặt báo tại vì nói bậy trên mặt báo là coi như thân tàn mã dại tất cả danh tiếng cả một đời đều sẽ bị hủy hoại trong vòng một tuần lễ thôi khi mà công an tung tất cả những cái câu chuyện liên quan tới cái thú vui này của các đại gia hay các đảng viên đó quý vị là chết đứng hết. Đó là cách mà công an đã sử dụng để cai trị tại Việt Nam. Thì phạm nhật vượng tôi không biết là ông ta sẽ bị cái tẩy nào nhưng cho tới giờ phút này thì chỉ là cái tin trừng phạt những kẻ tung tin giả thôi. Điên phạm nhật vượng có dám bay qua Singapore ăn một tô phở cầm hình đó khoe cho người dân biết không? Hay là ăn một tô một tô mì gà ăn một cái tô một cái dĩa cơm gà của Singapore ở tại Singapore để chứng minh rằng là ông ta không bị cấm xuất cảnh khi mà tin này được tung ra ít nhất bản thân của ông ta phải đến chính chứ tại sao tới giờ này ông ta vẫn giữ im lặng và không lên tiếng chỉ cần bay qua Singapore tại Việt Nam qua Singapore đâu cần phải có visa đâu quý vị đâu cần có chiếu kháng đâu mua vé là đi thôi thì chỉ cần ăn một tô mì ở singapore để chứng minh là chưa hề bị cấm xuất cảnh vẫn có thể xuất cảnh được đâu cần phải bay qua mỹ đâu cần phải bay qua ukraine đâu bay về bay qua singapore hay là thái lan được rồi ăn một dĩa sầu riêng ở thái lan hay là ăn một dĩa cơm gà singapore là đủ chứng minh rồi nhưng quý vị phạm nhật vượng không làm vậy thì câu hỏi đặt ra thật sự ông ta có bị giữ passport hay không chúng ta không biết hay là có thể là sau bài nói chuyện này của tôi tự nhiên chúng ta lại thấy hình của phạm nhật vượng ở đâu đó ở malaysia hay là ở bali của indonesia cũng không chừng thì quý vị khi mà ông ta tung những tấm hình này ra thì chúng ta sẽ biết được nếu phạm nhật vượng tiếp tục không xuất cảnh thì có thể bản tin này do công an tung ra còn nếu như Phạm Nhật Vượng xuất cảnh được Thì cái tin này do chính ông ta tung ra Và những cái staff làm việc dưới quyền cũng đã tung ra Với mục tiêu là giảm giá cổ phiếu Của các công ty Vingroup, Vinhome, Vinpearl, Vinfax Để có thể thu mua vào Thì quý vị Câu chuyện này tôi chỉ phân tích tới đây thôi Tại vì tất cả mọi việc vẫn chưa happen Phạm Nhật Vượng vẫn chưa xuất hiện trước công chúng và Phạm Nhật Vượng cũng chưa chứng minh là ông ta không bị giữ passport vẫn có thể xuất cảnh được. Thì quý vị, câu chuyện này chúng ta vẫn chờ xem coi cái diễn biến như thế nào trong vài ngày tới. Có điều là tôi phân tích theo cái chiều hướng cái nhìn của tôi ở ngoài này. Cho thấy những cái trò của công an hay những cái trò của Phạm Nhật Vượng nó vẫn là một trong những cái dấu ấn của cái chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2, xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.